xin mến chào đại gia đình thân mến. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại đây là mới bốc hàng xong thì hai anh em mới đi ra. Bây giờ anh em mình xuống anh Hoàng anh kiểm tra lốp vỏ rồi. Rồi Tuấn xuống giống mua mấy trái bắp ăn cái rồi lấy nước nước trà luôn, anh hay uống nước trà, lấy nước sôi chế trà rồi. Bây giờ Tuấn xuống muốn mua bắp nha. Rồi anh em mình tiếp tục hành trình. Có lẽ đây chuyến đi này là chuyến đi chuẩn bị anh Hoàng ra nhận xe nên là có thể là lâu lắm rồi mới gặp lại anh Hoàng á. Thì vì anh chuẩn bị vô nhận xe rồi thì giờ mình sẽ cho anh chạy hàng nặng một chuyến để cho anh đi đường đất nông, cho anh cảm nhận quen. Bắn bắp đi cô ơi. Này bắn bắp không? Ồ đây có bán xoài nè. Xoài nè, cam nè, bắp nè, đủ loại hết. Dưa hấu nữa ha. Đây, nhà vườn luôn. Anh em đang kiểm tra lốp. Anh cho em lấy ba trái bắp rồi cô. Nãy nhìn tướng cô trẻ quá, tưởng đâu thiếu nữ không à. Nhìn mặc đồ thấy tưởng đâu thấy không? Dạ. Trẻ không? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 40 chưa? Chắc nhìn lộn á. Ba mấy gì kêu bằng chị được anh. Xin lỗi nha. Này bán đầy đủ ha. Dưa hấu. Dưa hấu này giải cứu hả? Dưa hấu này nhiêu ký chị? 8.000. Ngọt lắm. Còn này xoài này xoài gì đây? Chị có nước sôi không? Có nước sôi cho em miếng sôi chế trà được không? Chờ chứ thôi vậy thôi, nó làm phiền chị đó. Anh Hoàng anh đang gõ lốp kiểm tra lốp. Có cái nào lủng không anh? Hả? Có nào lủng không? Có gì có đá. Dính đá rồi hả? Một trái dưa hấu ăn gió mát à. Trái nhỏ thôi. Hai có hai người mà ăn đâu hết. Ba mươi bốn ngàn. Ủa chị người Hà Tĩnh hả? Hà Tĩnh nhà ở đây à? Trong nhà trong ở đây. Ở đây người tứ xứ nhiều ha. Con gái Hà Tĩnh là chịu khó lắm á. Ủa cái nồi bắp nhìn hấp dẫn quá. Đây. Mình nấu bằng cây cà phê luôn. Đó. Anh nói chuyện với ai? Nói chuyện với khán giả trên kênh YouTube. Ủa mình nấu bắp này nấu khó không chị? Lâu không? Hai tiếng hả? Hai tiếng mới đầy á. Cho em mở ra em coi thử xíu ha. Vớt ra hết rồi. Vớt ra hết rồi. Khói không à? Rồi mua ba trái bắp với trái dưa mọi người. Anh em lên nhâm nhi đỡ buồn. Rồi. Ủa bà chị đó hồi nãy nhìn bịt khẩu trang tưởng đâu 50 mấy tuổi. Ủa làm chị quê độ. Nhưng mà không sao. Mình xin lỗi liền chứ. Chờ hả? Chờ lấy nước à? Rồi anh em tiếp tục xuất phát kiểm tra vỏ lốp rồi bài bản rồi anh em mình tiếp tục đi thôi. Kiểm tra cầu lắp rồi bị treo nè, ok ổn định nè. Rồi tăng bua thử coi nó nóng không. Mình chạy rồi những cái cơ bản là phải kiểm tra hơi hiếp rồi đó.
rồi tiếp tục hành trình thôi. Let's go thôi cả nhà ơi. Cái bắp này mình luộc mình để vậy là nó kín ha, kín hơi ha. Bắp này nấu cực lắm á. Ai làm thế? Mình nạp máu rồi mười, nạp máu để tiếp tục hành trình chứ không có máu là cũng tạm ngưng thôi. Xe đi phải có máu mới nạp máu vô mới đi được. Giờ anh em cơm xong rồi chuẩn bị cho anh Hoàng anh chạy thêm một khúc xe nặng nữa. Mà tài xế chạy là phải sợ chết nha, sợ chết mới làm tài xế được. Tài xế mà chạy mà liều mạng quá không sợ chết là thua. Cái xe này nó thiệt của anh, cái thắng không được ngon. Nên là mình chạy mình phải thủ, không phải thủ. Lát nữa thay hai cái giò gà ăn sau nữa đó, nó tăng đâu có được đâu. Hai giò cầu cuối cùng á, bốn cái cầu trước là đang được, hai cái cầu cuối cùng nó tăng được. Rồi thay hai giò đá, gọi là giò gà, giò đá. Rồi, cơm anh, đây có nuôi cu nữa, mọi người, đó, nuôi chim cu nữa. Bên kia nuôi vịt sim, nuôi gà. Có hai con linh cẩu nữa nè. Hồ ly. Hả? Hồ ly. Con này hồ ly hả? Hồ ly. Quê tôi gọi là hồ ly. Hồ ly, con kia. Con kia xích, con kia chắc dữ á. Đây bên này nuôi cu. Cu này nuôi chắc để đón cháo đậu xanh thôi chứ nó không có gáy. Mấy con cu này. Cu đẹp quá. Cu cườm, cái này gọi là cu cườm á. Gặp mình nó bay tung tóe luôn. Ở đây có con chào màu. Ăn trước đi anh. Ăn review xíu. Đây có con gì nữa đây nè. Không có gì hết. Bên kia có mấy con đàn gà với vịt sim. Đây hai con chào màu luôn. Cu nấu cháo ngon lắm á. Rồi mời cả nhà ăn cơm với anh em mình nha. Rồi chuẩn bị thả cho anh Hoàng anh chạy đường xe nặng đi về, cho anh quen xe rồi chuẩn bị anh đi nhận xe. Rồi mời cả nhà ăn cơm với anh em mình. Giờ cho anh Hoàng anh chạy xe nặng từ đây về nhà thử coi sao nha mọi người. Anh từ từ nha, anh nổ cho nó đầy hơi đi, anh kiểm tra thắng đi. Bao nhiêu ký rồi? Hả? Không biết rồi. Không biết rồi. Nạp nạp cho nó lên nhanh đi. Xả cái lốc cái một, xả cái lốc cái một rồi đạp thắng dữ đi, đạp thắng dữ đi. Đạp dữ thắng đi. Rồi thả đi, thả đi. Đạp đi, đạp đi. Rồi xả đi. Đạp dữ đi. Thôi được rồi. Thôi được rồi, ok. Về luôn, về luôn. Kiểm tra coi cái, mấy cái ấy nó ăn không, sao thấy chạy ít ăn quá, thắng ít ăn quá. Dạ thẳng đi. Rồi bây giờ bắt đầu anh Hoàng sẽ xuất phát. Đây là mình mới đổ dầu ở đây là Phú Lập. À, Tân Lập với lộn. Tân Lập. Vua hết luôn, lấy hết lá luôn. Kết thúc chuyến đi này anh Hoàng sẽ ra nhận xe đi một mình. Bắt đầu cuộc sống mới. Nhớ nhớ kỹ nha, cái xe Mỹ á, là mình chạy á, là cái tầng chậm á, là tua máy không được quá 1.000 nha. Quá 1.000 là vô số rất khó.
chung mình đi theo đồng tốc á anh hiểu không, lăn bánh là vô số được rồi, để tầng chậm nó khác, tầng nhanh là chạy phải đúng tua mới vô được nha, thiếu tua là nó vô không được, mà dư tua quá cũng không được. Rồi giờ đặt về luôn, tranh thủ về để mình bỏ hàng sớm. Rồi ok, nói chung là chạy về là ok rồi đó, ra nhận xe được rồi đó. Rồi giờ anh em mình tiếp tục thẳng tiến đi về Vũng Tàu thôi. Lại qua chạy giam Đồng Phú nữa. Massage xong hơi rồi kìa. Ở đây sao quán massage nhiều quá ta, xong hơi massage rồi này kia tẩm quốc rồi. Làm bài chạy nam quốc. Vừa mới nghe rồi. Rồi tiếp tục, let's go. Mình chạy xe hàng nặng á là anh phải để ý cái thắng mình phải thủ, chứ không phải giống như chạy hàng nhẹ nha. Mai mốt anh vô anh nhận xe ra chở number one Tân Hiệp Phát á là anh chạy đó là hàng nhẹ thì nó thắng nó phải sẽ ok hơn. Còn cái này hàng nặng là mình chạy là lúc nào thắng mình phải thủ hết, mà ba chuyến là phải lên bố một lần, mình tự mình xuống mình tăng bố đó, giống bữa em chỉ anh đó, mình mua cái khóa 14 sẵn đi với cái búa, mình xuống mình gõ mình tự mình tăng, siết chặt hết tất cả, siết chặt hết nhả ra nửa vòng, tùy mỗi người nửa vòng hay một vòng gì cũng được, nó cứ nhớ vậy là được. Còn mà chắc ăn nữa muốn tăng chuẩn nữa vô gara cho người ta đội lên từng cái, người ta tăng nó chuẩn hơn. Rồi giờ tiếp tục thẳng tiến thôi mọi người, tài xế chạy là phải sợ chết nha, sợ chết mới làm tài xế được, nhưng mà không sợ chết là không làm tài xế được đâu. Phải nói là tay lái của anh Hoàng bây giờ đã khác một trời một vực so với những ngày đầu tiên, bây giờ là rất là êm mướt, ra tự tin ra nhận xe được rồi đó. Còn cái dê thì mình hơi kỹ xíu, kỹ tính xíu, mình thấy không chắc ăn thì mình xuống mình coi chứ mình đừng có làm luôn. Ok đó, giờ anh em mình đi ngang qua đây là Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. Đường này thì đoạn đường này thì rất là rộng rãi, hai con lươn chạy thì thoải mái luôn. Ok, ở đây thì trồng cao su rất là nhiều, đặc sản gọi ở đây gọi người ta hồi xưa gọi là sông bé đó, hồi xưa chưa lên gọi là Bình Dương đâu, ở đây gọi là sông bé đó anh. Hả? Gọi là ngày xưa chưa tái. À hồi xưa ở đây gọi là sông bé chứ không phải là Bình Dương nha. Bến đò Tân Định 8 cây, Bình Dương 42 cây. Bến đò Tân Định thì mình rẽ trái. Rồi tiếp tục thôi, thẳng tiến thôi. Anh em mình tới gần tới trạm thu phí cổng xanh này cả nhà. Thì bây giờ ở đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn thì họ cấm giờ từ 4 giờ tới 6 giờ. Thôi để Tuấn qua Tuấn chạy cho nó nhanh, tranh thủ để chứ giờ cấm mất công chờ đợi cực lắm mọi người. Rồi giờ Tuấn qua Tuấn tới trạm phí đổi tài nha. Đó. Ủa đoạn này đi vô số mướt à, nhẹ nhàng như giống như là gái 18 mà ra, mới lớn vậy á. Vô số nhẹ nhàng luôn, xe có hàng nó khó hơn á, đi làm tự động nha. Rồi chuẩn bị đổi tài nha. Ok, như vậy thì đi ra tự tin rồi, muốn ra chạy xe Mỹ cũng được, mà thích chạy đầu bằng cũng được, thích xe gì chơi xe đó ha. Mấy trái bắp mua sáng chưa ăn luôn nè, lát qua làm trái đi. Đầu
bạn tôi tính tiền tôi giờ biết cái nào vào họ cảm nhận được rồi. Rồi ok, giảm thu phí công sanh. À, giờ anh em mình đã tới cảng Gò Dầu nha cả nhà. Thì bây giờ tạm chia tay anh Hoàng tại đây. Giờ anh chuẩn bị đi về để mai đi gọi là đi đâu anh? Ứng tuyển hả? Vô thử việc coi được thì tiếp tục. Thì tạm anh em mình tạm chia tay thôi. Ốp có dịp gặp nhậu nhạc này kia. Thì đúng là anh em chẳng biết nhau thôi, nhưng biết nhau đi như thế này đấy thì mà gọi là tạm chia tay. Nếu mà mình mà ứng tuyển được đấy thì chắc là hai anh em lại chia tay nhau dài dài á. Rồi. Cho nên là những cái giây phút như này đấy là nếu mà anh em mình chia tay nhau mình rất là có dịp anh em mình sẽ gặp lại dài dài mà. Thì, ví dụ như công việc ổn định đấy mà cuốn có nếu mà trúng tuyển rồi xong rồi đến lúc công việc nó ổn định á, muốn có rảnh thế này sang xem mình chơi. Ok anh. Hoặc là đấy, hoặc là khi nào mà vào Sài Gòn đấy mình có nhà đấy thì anh em mình có ghé qua nhau chơi. Ok anh, ok anh. Rồi có gì chơi thôi, chúc anh công việc thuận lợi ha. Gặp nhiều may mắn, sáng anh em mua 3 trái bắp mà chưa ăn luôn à. Ăn làm trái đi về anh. Làm trái bắp đi về. Sáng mua 3 trái bắp đó. Đúng không nhỉ? Mà cái toàn ăn than thôi, chắc là cái lời thì cái lời chắc là thôi để tí gói vào giấy bóng. Giấy bóng hả? Có giấy bóng luôn. Chứ ăn vừa bụng vừa cơm. Tí gói giấy bóng mang về hả? Thôi thì em không có gì ngoài những lời động viên cho anh thôi. Công việc mới tốt đẹp thôi rồi. Nên mình tạm chia tay tại đây. Cảm ơn Tuấn nhá. À, nên em đi lên cảm em bằng Tuấn là trong suốt cái thời gian vừa qua. Không có gì đâu. Mai mốt anh có việc thì em mừng thêm nữa. Đi đâu mà. Ok. À, thì anh em mình thì cứ như vậy đấy. Nhưng mà như nếu như mà anh không đi với em thì anh đâu có đi theo đèo kéo đâu. À, đúng rồi. Thế nếu mà mình mà chưa gặp Tuấn để đi với Tuấn thì mình vẫn theo cái công việc cũ của mình á. Không đổi nghề. Không, mình cũng có một đến một lúc nào đấy thì mình sẽ bẻ lái á. Dạ. Chứ còn okay. Gặp Tuấn rồi thì cũng là cái mình cũng quyết định là mình theo vì trước sau mình cũng đi mà. Ok, rồi cố gắng anh. À. Dịp anh em mình còn gặp nhau dài dài mà. Rồi. Ê, anh em mình tạm chia tay ở đây và mình cũng tạm chia tay với khán giả trên kênh YouTube của Tuấn. Rồi. Cảm ơn khán giả gửi những lời chúc và lời động viên chân thành nhất đối với mình khi mà đi học việc ở chú Tuấn á. Rồi. Rồi, chúc anh nhiều may mắn nha. Rồi. Rồi, nên mình chia tay từ đây nha. Anh em mình chia tay. Lấy trái bắp anh. Để ba trái cho em ăn hết nổi. Rồi, anh lấy hai trái nha. Rồi, anh lấy hai trái đi. Để em trái thôi. Để bỏ phí. Này, bắp này là bắp kỷ niệm á. Rồi ok. Bảo bối. Có cái quên gì nữa không? Bối có gì à, đây cái bảo bối, cái này cái bình bảo bối của anh nè mọi người. Cái này bảo bối là anh hay uống trà bắc á. Giờ về thăm vợ, nhớ vợ quá ha. À, thì từ hôm vào đến giờ thì mình cũng mấy á. Cũng đi ra xe liền á. Ngày nào vợ cũng điện ha. Biết bữa nay tình hình xuống không biết bỏ được liền không? Chắc lâu á mọi người. Chờ khá lâu á. À. Anh Hoàng anh đi chiếc Super Rim. Này rim này nòi lắm anh. Này rim Honda luôn ha. Này thời xưa cái chiếc xe rim này thời xưa là mắc lắm á mọi người. Thời mới ra là ai mà mua được chiếc Super Rim này là ngon lắm á. Lúc đi ra thì nó rất là sáng nhưng mà để à, ở đây để đây nó bụi quá ha, than rồi nó bụi. Hôm mình ra ở đây là nó xỉnh á. Xe này chạy cứng lắm. Nó máy móc nó êm ru à. Máy móc
mai rửa xong rồi nó đã sáng bóng ngay mà. Supreme. Hồi nào mà anh chán anh không chạy nữa anh bán lại cho em. Anh tắt. À. Rồi anh tắt. Thôi chào nhá. Rồi. Hẹn gặp lại anh luôn nha. Ừ. Nào có dịp anh em mình nhậu. Rồi. Rồi. Lấy cho bắp chưa? Rồi. Rồi. Rồi Tuấn cũng xin tạm chia tay cả nhà luôn. Hẹn gặp lại mọi người vào clip mới nhất.